Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Dương Vlog, kênh YouTube chính thức của Trung tâm Đào tạo Thú y và Thủy sản trực tuyến chất lượng cao Bác sĩ Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích về một cái dạng thuốc kích thích tố cho cái hệ thống sinh sản trên con vật. Cái tên của nó là gonadotropin, hay còn được gọi là cái dạng huyết thanh ngừa chữa nữa nha các bạn. Đây là một cái dạng kích tố của cái màng nhau thai lấy từ máu của ngựa mà nó chữa ở giai đoạn 50 cho đến 100 ngày nha các bạn. Về cái tính chất của nó các bạn, cái huyết thanh ngựa chữa nó sẽ chứa hai cái loại kích thích tố. Cái thứ nhất là FSH, cái thứ hai là LH. Với cái tỷ lệ của FSH trên LH các bạn là cỡ khoảng 2 đến 4 FSH trên 1 LH. Thì cái tỷ lệ này nếu như mà trên bao bì của nhà sản xuất các bạn thấy thì nó sẽ cho cái hiệu quả tốt nhất là ở trên cái con heo nái nha các bạn. Và các bạn chú ý là ngày nay người ta thường dùng cái đơn vị quốc tế là cái dạng UI để người ta đánh giá được cái hàm lượng của cái dạng kích tố huyết thanh ngừa chữa này. Thì một UI nó sẽ tương ứng với cái hoạt tính của 25 mg, cái mẫu chuẩn quốc tế nha các bạn. Về cái tác dụng của gonadotropin này các bạn, đối với ở những cái con đực thì cái FSH nó có ở trong cái loại thuốc này, nó sẽ làm tăng cường phát dục ở cái thượng bì ống sinh tinh nhỏ và nó sẽ tạo ra tinh trùng. Còn LH các bạn nó sẽ thúc đẩy cái sự phát dục tổ chức kẽ của cái tinh hoàn để nó tiết ra cái androgen, nó gây kích thích sinh dục ở con đực. Đó là trên những con đực. Còn đối với những cái con cái các bạn thì cái FSH á, nó sẽ kích thích cái trứng chín nhưng mà nó không làm cho cái quá trình rụng trứng xảy ra. Và LH các bạn một mặt á, thì nó sẽ hoạt hóa cái men mà người ta gọi tên nó là cái hyaluronidase. Thì cái này nó sẽ làm mà dung giải đi cái axit hyaluronic ở trên cái bề mặt của noãn bào, hay người ta gọi là cái nang trứng các bạn. Và nó làm cho cái màng sinh học của nó mỏng dần đi. Và cái mặt khác các bạn, cái LH này nó còn làm tăng tiết dịch ở trong noãn bào. Từ đó nó sẽ gây được cái áp lực trong lúc mà cái màng bọc noãn bào đã mỏng, và nó làm cho nó vỡ ra và nó gây cái hiện tượng rụng trứng ở trên cái con cái. Thì ở cái những cái con gia súc cái mà không rụng trứng các bạn, thường á là do cái tỷ lệ của cái FSH trên LH nó không thích hợp và cái nồng độ LH quá thấp, cho nên là nó không có rụng trứng được. Vậy muốn để cho rụng trứng được dễ dàng hơn thì cái lượng LH nó phải lớn hơn, và chúng ta có thể kết hợp cái dạng gonadotropin của cái dạng huyết thanh ngừa chữa này với cái dạng gonadotropin của cái người ta gọi là gonadotropin nước tiểu, hay người ta còn gọi là thêm nữa là kích thích tố HCG nữa đó các bạn. Chúng ta kết hợp cái dạng này nó sẽ gây ra thêm cái tình trạng là động dục ở gia súc cái tốt hơn. Thì khi mà cái huyết thanh ngừa chữa cho cái con gia súc đực các bạn thì nó sẽ làm tăng tính sinh dục, nó chống được cái tình trạng vô tinh trùng, tức là kiểm tra qua cái test đó, người ta không có thấy tinh trùng hoặc là ít tinh trùng ở trên con đực. Thì đối với cái con cái các bạn thì thuốc nó sẽ có tác dụng làm xuất hiện động dục sớm ở các cái con vật chậm sinh, hay là trong cái mùa mà nó không có động dục các bạn. Còn đối với cái dạng huyết thanh ngựa chữa, nó còn có thêm cái khả năng nữa là nó gây động dục đồng loạt ở những cái con cái, và nó sẽ làm tăng cái số lượng noãn bào chính ở con trâu bò. Và nó cũng có thể gây ra cái tình trạng là chữa đa thai nha các bạn, tức là nó có nhiều thai trong đó, ví dụ như là sinh đôi hay sinh ba, có khi thậm chí là sinh năm chẳng hạn. Nó sẽ làm tăng nhanh cái số lượng của cái con vật nhỏ ở trong đàn khi các bạn sử dụng cái dạng kích thích tố này. Thì để mà có kiến thức tốt nhất ở trong quá trình mà các bạn chăm sóc chăn nuôi như là chẩn đoán và điều trị cái dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu, vân, các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua, vân, thì các bạn có thể đăng ký cái khóa đào tạo về thú y và thủy sản trực tuyến chất lượng cao Bác sĩ Dương. Thì chương trình là chương trình chất lượng cao, một thầy hoặc là một cô sẽ kèm một học viên, cho nên là chắc chắn sau khóa học chỉ giúp cho các bạn vững tay nghề và tự tin trong quá trình mà các bạn chăn nuôi cũng như là công tác về thú y và thủy sản sau này. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khóa học đó, thì các bạn có thể liên hệ Bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 3153057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại muốn quảng cáo hình ảnh về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi á, thì bạn cũng có thể liên hệ bác sĩ Dương. Thì chúng ta cùng quay trở lại bài học các bạn. Thì về cái phần tiếp theo đó là cái chỉ định cũng như là cái lưu lượng của cái dạng gonadotropin này là như thế nào. Đầu tiên các bạn, ở cái con đực á thì thường ta sẽ chỉ định trong các cái trường hợp là chứng ít tinh trùng hoặc là suy giảm tinh dịch, hay là cái quá trình mà sinh dục ở trong cái cơ thể của cái con đực nó
không bình thường từ lúc bé thì người ta sẽ sử dụng cái dạng này. Và các bạn chú ý là chúng ta tiêm bắp nhé các bạn. Thường đối với con ngựa bạn và con trâu bò đực giống á, thì người ta sẽ tiêm khoảng 1.000 cho đến 3.000 đơn vị quốc tế, tức là UI các bạn. Và ta tiêm từ 3 đến 6 lần, cách nhau 3 ngày. Còn đối với con heo đực hay là con cừu đực giống á, thì các bạn tiêm khoảng 1.000 đơn vị quốc tế. Còn con chó đực các bạn thì các bạn tiêm khoảng 100 đến 1.000 đơn vị quốc tế. Này là tùy theo giống cũng như là tùy theo trọng lượng. Cho nên là khi các bạn mua cái sản phẩm nào á, các bạn xem trên cái bao bì hướng dẫn của người ta là sẽ hướng dẫn cho các bạn là tiêm bao nhiêu cho nó phù hợp nha các bạn. Và các bạn có thể phối hợp với cái gonadotropin, cái dạng HCG mà tôi nói các bạn á, để chúng ta nâng cao thêm cái khả năng sinh sản cũng như là cái khả năng sinh tinh trùng của cái con đực. Các bạn lưu ý này nhé. Đó là đối với con đực. Còn ở con cái các bạn thì chúng ta cũng sử dụng với cái trường hợp là nó bị cái tình trạng bất thường ở quá trình sinh sản từ lúc bé. Các bạn lưu ý nhé. Và chúng ta có thể tiêm bắp cho con trâu bò cái, ngựa cái liều là khoảng 500 đến 1.000 đơn vị quốc tế. Các bạn tiêm 3 lần cách nhau 3 ngày nhé các bạn. Và nó có thể sử dụng để điều trị cái chứng mà người ta gọi đó là lãnh đạm sinh dục. Cái lãnh đạm sinh dục này các bạn, chủ yếu là do cái dinh dưỡng các bạn không cung cấp đầy đủ và do cái nội tiết tố ở trong cái cơ thể con cái nó bị bất thường. Cái tỷ lệ FSH và LH nó không có hợp lý thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng này. Như nãy tôi phân tích cho bạn cái tỷ lệ rồi á. Thì đối với cái trứng không rụng trứng sau khi đẻ ở bò hoặc là teo buồn trứng trong cái thời kỳ cho sữa ở ngựa thì chúng ta cũng có thể sử dụng được cái dạng này. Các bạn lưu ý nhé. Thì các bạn tiêm bắp thịt các bạn với cái liều là ở trâu bò cái hay là ngựa cái á, là khoảng 1.000 đến 3.000 đơn vị quốc tế. Còn ở dê các bạn hay ở heo hay ở cừu á, thì các bạn tiêm khoảng 500 đến 1.000 đơn vị quốc tế. Ở chó thì các bạn tiêm khoảng 100 đến 1.000 đơn vị quốc tế. Cái này là tùy theo giống và trọng lượng. Các bạn lưu ý cái này nha. Thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái gonadotropin này để chúng ta làm chủ cái chu kỳ rụng trứng ở trên những cái con cái. Các bạn có thể tiêm bắp với cái liều như sau. Ở trên cái con dê cái các bạn, khi mà gần cái mùa sinh dục á, các bạn dùng liều cỡ khoảng 400 đơn vị quốc tế sau khi các bạn tiêm vào cho nó, thì trên một tháng trước mùa sinh dục á, thì các bạn dùng cái liều khoảng 600 đến 800 đơn vị quốc tế. Các bạn chú ý nha. Và ở con cừu các bạn thì các bạn tiêm khoảng 400 đến 500. Còn trên con bò cái thì các bạn tiêm khoảng 400 đến 700. Thì các bạn cần phải tránh dùng quá liều. Bởi vì nếu chúng ta dùng quá liều nó sẽ gây ra rụng nhiều trứng và dẫn đến tình trạng chết thai. Cho nên là trong quá trình sử dụng thuốc chúng ta phải nắm rất là vững về các cái kiến thức, không chỉ là chỉ định mà ngay cả những cái tác dụng phụ, cái lưu lượng của nó cũng như cái tương tác thuốc nó như thế nào. Thì tất cả những cái đó nếu các bạn có thời gian các bạn có thể đăng ký cái khóa về thuốc và phối hợp thuốc thú y. Cũng như là các bạn có thể đăng ký cái chẩn đoán điều trị bệnh ở trên công vật. Thì trung tâm sẽ cung cấp cho các bạn những cái kiến thức tốt nhất để các bạn áp dụng thực tế trong các bạn chăn nuôi. Cũng như là cái công tác của thú y thủy sản của các bạn. Thì đây là cái phần bài học hôm nay mà tôi muốn hướng dẫn cho các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh Dương Vlog để chúng ta nhận thêm các bài học khác một cách nhanh nhất. Cũng như các bạn chia sẻ bài học này đến với mọi người để mọi người được gia tăng thêm kiến thức. Và các bạn bình luận bên dưới để giúp cho Dương Vlog ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại thì trung tâm đào tạo thú y thủy sản trực tuyến chất lượng cao bác sĩ Dương có các cái khóa đào tạo về siêu âm, X-quang, xương khớp, thuốc hợp hợp thuốc, chuyên khoa mắt, chuyên khoa da liễu, xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị các dạng bệnh lý trên chó, mèo, heo, gà, vịt, trâu, bò, dê, cừu v.v. Các quy trình chăn nuôi như là phòng trị bệnh cho cá, tôm, lươn, cua v.v. Thì các bạn nào có mong muốn học tập cũng như là muốn tìm hiểu thêm về thông tin khoa học thì các bạn có thể liên hệ bác sĩ Dương theo số điện thoại là 0903 153 057. Các bạn có thể liên hệ qua Zalo hoặc là gọi nhé các bạn. Thì các công ty cũng như là các trang trại quảng cáo nặng về thuốc, con giống, thiết bị dụng cụ chăn nuôi thì bạn cũng có thể liên hệ với sĩ Dương nhé. Thì xin cảm ơn các bạn theo dõi bài học này và hẹn gặp lại các bạn trong các bài học lần sau. Xin chào.